Xin kính chào quý công chúng chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng nhà em là 0849 490 188 ạ, hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày Hiện tại là buổi tối ngày 13 tháng 5 năm 2024 ạ. Thì tối nay bên cơ sở là gì nhà em có cập bến ngập nhà, những cái dòng hàng lan đẹp để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn. Và bên cơ sở là gì nhà em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng ạ. Xem báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển nhé. Và khi cô chú anh chị đặt hàng thì có thể gọi điện nhắn tin hay số điện thoại bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng ạ. Mỗi 1 kg tiếp theo cước phí cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc. Và sau em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở là gì em đã có ạ. Đầu tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cây lan những cái cây lan Vanda Kim cô chú anh chị ạ. Cái dòng hàng là hiện tại đang bắt đầu là đi vào giai đoạn là ngậm nụ rồi cô chú anh chị này. Cây dễ thuần dễ chăm với những bông hoa với sắc hoa đỏ hồng, hồng đỏ rất là to luôn. Giá là 150.000 trong 1 kg, em bán từ 0,3 kg cô chú anh chị nhé. Tiếp sang bên này đây là những cái lô hài Henry ạ. Những cây lan hài Henry và dòng hài Henry thì cũng sẽ nở vào tầm tháng 9, tháng 10 dương lịch ạ. Nên là cái dòng hài này là cũng đang bắt đầu là chuẩn bị đi vào cái mùa hoa rồi. Cô chú anh chị lấy về bây giờ thì sẽ được thưởng thức hoa rất là một mùa hoa cực kỳ là trọn vẹn luôn. Và những cây lan hài Henry này thì 1 kg được siêu nhiều luôn ạ. Em đang bán với giá chỉ có 130.000 cho 1 kg thôi cô chú anh chị nhé. Mà em bán ngay từ 0,3 kg rồi, tức là với số tiền 39.000 thôi. Để cô chú anh chị có thể cùng nhìn cho em. Với lượng tiền là 39.000 cô chú anh chị có thể sở hữu ngay, ghép được ngay 2 chậu lan hài Henry. Dễ thuần dễ chăm mà sai bông một cách tự nhiên cô chú anh chị ạ. Đây là vẻ đẹp của dòng lan hài Henry ạ. Đó, 39.000 để được một lượng hàng là 0,3 kg Henry cô chú anh chị nhé. Và tiếp sang bên đây cũng là những cây lan hài. Đó là những cây lan hài Helen, sẽ nở hoa vào tầm tháng 8 và tháng 9 dương lịch. Mệnh danh là nàng công chúa tóc vàng, một cái dòng hàng phân bố cực kỳ là hẹp. Chỉ có vài tỉnh thành có như là Cao Bằng, Bắc Cạn và Lạng Sơn là có thôi ạ. Phân bố rất là hẹp nhưng mà lại dễ thuần dễ chăm, cực kỳ là dễ thuần dễ chăm, sai hoa một cách tự nhiên luôn, rất là sai bông luôn cô chú anh chị nhé. Với những cái bông hoa hài mang màu sắc vàng rất là xinh đẹp luôn. Đó, em đang có những cái lô này, những cái lô này cô chú anh chị này. Cô chú anh chị mình có thể sưu tầm những cái lô lan hài Helen này. Hình này em gọi là cái hình số 1 này cô chú anh chị. Chỗ này là nguyên hai dề luôn cô chú anh chị nhé. Nguyên hai dề này. Em bán cái dòng lan hài Helen hai dề này với giá sẽ là 90.000 cho cái hình số 1 này nhá. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 2, cũng là hai một phần hài Helen. Phần này cô chú anh chị về cũng có thể làm được hai giò đúng không ạ? Phần này em bán với giá chỉ có 80.000 thôi cô chú anh chị ạ. Cô chú anh chị có thể tham khảo giá trên thị trường. Riêng một cái phần Helen như thế này, giá trên thị trường phải trên 100.000 cô chú anh chị nhá. Và ở đây thì em đang để giá có 80.000 thôi ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 3 này. Một cái phần lan hài Helen với 3 dề như vậy đi ạ. Em đang để giá sẽ là 90.000 nhá. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 4. Hình số 4 một cái lô lan hài Helen này em bán 80.000. Và hình số 5 ạ. Hình số 5 mỗi phần hài Helen cũng với 3 dề như thế này em bán là 90.000. Và phần số 6, phần số 6 thì cái lô hài lan hài Helen này xin phép em được bán với giá là 90.000. Đó, em có 6 phần duy nhất như vậy nhá. Sang bên này đây sẽ là những cái phần kiều tím miền Trung hay còn gọi là kiều hồng. Như thân kiều tím miền Trung mà trước đây cái hàng về nó thân già nhiều và rụng lá ấy. Em cho vào vườn của cô chú anh chị nhìn cho em ạ. Hiện tại lên siêu nhiều mầm như thế này. Và bộ rễ đang bắt đầu là ra mới này, mới này cô chú anh chị này. Để vào chậu đi là bắt đầu cô chú anh chị được những phần kiều rất là đẹp rồi. Cái phần này em gọi là phần kiều tím miền Trung hay còn gọi là kiều hồng nhá. Hình này em gọi là cái hình số 7 này. Nhiều người, nhiều anh chị nói rằng là những cây như thế này thì không có lá như vậy làm sao sống, của chú anh chị có thể nhìn thấy cho em. Đây, muối dề đây ạ. Hiện tại, muối dề mà rất là nhiều thân già như thế này, cô chú anh chị có thể thấy là hiện tại đang lên mầm rất là đẹp đúng không ạ? Đó, cô chú anh chị thấy đấy ạ. Đấy là em chưa ghép, em chỉ bỏ vào vườn đấy. Để trên giá thôi mà cây lên rất là khỏe như thế này, không bón tưới gì luôn. Cái lô số 1 này em xin phép được bán với giá là 100.000 cô chú anh chị nhé.
100.000 cho cái phần này, và nó tương đương ứng với lại 0,45 kg, tức là gần rơi vào nửa kg luôn đấy ạ. Đây, phần tiếp theo sẽ là hình số 8 này, hình số 8 của chính chị. Hình số 8 cũng là một cái dề lên rất là nhiều mầm tơ luôn. Đẹp như thế này nó có hai dề cô chú anh chị nhá. Đây là cô chú anh chị nhìn cái bộ rễ của nó đấy. Cô chú anh chị về đặt váy giá thể không cần phải làm gì cả, để vào trong chậu đi. Cô chú anh chị có ngay một cái giò lan thuần rất là đẹp luôn rồi. Và cái hình này em xin phép được bán với giá là 130.000 cho hai dề này cô chú anh chị nhá. Và sang hình tiếp theo sẽ là cái hình số 9 ạ. Hình số 9. Chỗ này cũng là hai dề nhá cô chú anh chị nhá, hai dề này. Đó thì cũng chưa lên mầm, và hình này em xin phép được bán với giá là 120.000 cho hai cái dề này. Với cô chú anh chị có thể làm được hai chậu đẹp lô này đi ạ, 120.000. Và tiếp sang bên đây thì em đang có những cây lan trầm tím. Đây là dòng lan trầm tím hàng chuẩn rừng mà đã được nhà vườn trồng thuần tại vườn cô chú anh chị nhé. Chứ không phải là cái hàng lai tạo giống gì đâu cô chú anh chị, có thể nhìn bông hoa thì cô chú anh chị biết được ngay. Đó, cô chú anh chị nào mà chơi lan trầm rồi thì cô chú anh chị biết ạ. Đấy, chứ không phải là cái hàng gọi là hàng tạo giống hay là hàng lai tạo gì đâu cô chú anh chị nhé. Chuẩn hàng rừng. Đó, rất là thơm và với cánh hoa bầu tròn rất là đẹp như thế này. Và sắc hoa của cái lô này về cực kỳ là tím luôn ạ. Và 1 kg trầm rừng được siêu nhiều cô chú anh chị ạ, được cực kỳ là nhiều luôn. Em đang để giá là 350.000 cho 1 kg. Đó, hàng thì mầm gốc chi chít luôn như thế này này. Và đang nụ hoa, đang hoa rất là đẹp, thơm ngát cô chú anh chị nhé. Size bông tuyệt vời như thế này, cô chú anh chị lấy khoảng lượng 0,2 kg đã có một cái giò trầm rất là tuyệt vời để mà thưởng thức sưu tầm cây giống rồi. Hoặc cô chú anh chị mình cũng có thể mua theo hình ở đây cho em. Hàng này thì em bán từ 0,2 kg cô chú anh chị nhé. Hoặc cô chú anh chị mình có thể chọn cho em theo những cái phần như thế này này cô chú anh chị. Hình này em gọi là cái hình số 1, chỗ này có hai dề rất là xinh và nhiều mầm gốc tuyệt vời như vậy đúng không ạ? Hình này gọi là cái hình số 20 chứ cô chú anh chị, hình này gọi là hình 20 nhé. Hình 20 này em xin phép được bán với giá là 70.000 cô chú anh chị này. Chỗ này là hai dề luôn ạ. Hai dề nhá cô chú anh chị nhá, 70.000, quá là đẹp luôn. Đó, hai dề hai khóm rất là đẹp như này. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 19, hình số 19. Chỗ này là có ba dề này cô chú anh chị này. Ba dề như vậy, em xin phép được bán với giá là 75.000. Và phần tiếp theo sẽ là phần số 18. Phần số 18 này em cũng bán với giá là 75.000 này. Và phần số 17 này, phần số 17 này xin phép em bán với giá là 175.000. À đâu, có 75.000 thôi ạ. Và phần tiếp theo sẽ là cái phần số 16. Phần số 16 này cũng sẽ là hai dề này với giá là 75.000. Và phần tiếp theo sẽ là phần số 15. Chỗ này có 3 dề cô chú anh chị này, 3 dề đấy ạ. 3 dề mầm gốc cực kỳ là nhiều. Và hình này xin phép được bán 80.000 nhé. Và sang phần tiếp theo sẽ là phần số 14 ạ. Đi ngược một chút. Phần số 14 này em bán với giá 70.000 chứ, 70.000. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 13. 50.000 cho dề xinh đẹp này, rất là nhiều mầm gốc luôn. Và hình số 12 ạ, chỗ này em bán với giá là 65.000 cô chú anh chị nhé. Là hình số 12. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 11 này. Số 11 này là chỗ này hai dề cô chú anh chị ạ. Hai dề này em xin phép được bán với giá sẽ là 80.000. À 85.000 đi cô chú anh chị nhá. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 10. Hình số 10 này xin phép bán với giá 65.000 này. Nói chung là cái dòng lan hài thì lúc nãy em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị rất là nhiều dòng lan hài Helen và dòng lan hài Henry đúng không ạ? Nói chung là những cây lan hài thì phải nói là mỗi một cái cây lan hài nó mang một cái vẻ đẹp riêng và độ bền bao giờ cũng phải tầm trên 2 tháng cô chú anh chị ạ. Thì ở đây cô chú anh chị mình có thể, ngoài ra thì em còn có thêm cả những cái hình lan hài vân, những cái cây lan hài vân bắc rất là đẹp luôn. Và hiện tại thì những cây hài vân bắc phải nói là cực kỳ là hiếm hàng rồi. Thì ở đây em đang có một cái lô phi điệp vàng trước này cô chú anh chị này, 50.000 cho lô phi điệp vàng này. Về cô chú anh chị về làm được mối giò rất là đẹp. Bên này đây sẽ là những cái hình lan hài vân bắc. Em đang ủ trong cái rêu như vậy để cây nó đỡ mất nước và đỡ tóc cô chú anh chị nhá. Hình này em gọi là cái hình 82 đấy ạ. Hình 82, cái lô hài vân bắc này. Là lô này sẽ có bao nhiêu cây đây? 1, 2, 3, 4 cây. 4 cây hài vân bắc này. Hình 82. Xin phép em được bán hình này với giá là 160.000. Đó, 160.000 để cô chú anh chị có thể sở hữu ngay 4 cây lan hài vân bắc rất là xinh như vậy. Và hình tiếp theo sẽ là hình 83 này cô chú anh chị này. Hình 83 là một cặp đôi 2 cây. Đó, 2 cây như vậy nhá. Xin phép em bán hình này với giá chỉ có 140.000 thôi ạ. Với số tiền không có lớn mà cô chú anh chị có thể sở hữu ngay những cây lan hài vân bắc như vậy rồi. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 84 này. Hình 84 cũng là một phần có 2 cây ạ. Đây ạ. Phần có 2 cây như vậy cô chú anh chị nhá. Đây này.
Đó. Và hai cây này em xin phép được bán với giá là 160.000, hai cây nhỡ rất là đẹp luôn. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 85, phần này là có 3 cây ạ. Đây ạ, 3 cây hải vân như vậy này, 85. Đó, 3 cây hải vân này, cô chú anh chị này. 1 2 3 cây nhá. 3 cây này xin phép được bán với giá là 180.000 và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 86 ạ. Đây ạ, hình 86 này chỗ này sẽ có 4 cây nhá, chú anh chị nhá. 86 là 4 cây. Đây, 4 cây, 5 cây, 1 2 3 4 5 cây chứ. 5 cây này em xin phép được bán với giá là 160.000 này cô chú anh chị này. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 87. Hình số 87 đây. Đó, hình số 87 đây cô chú anh chị này. 87 là một cặp đôi hai cây rất là to ạ, cô chú anh chị. Hai cây rất là to ở đây cô chú anh chị nhá. Đây. Một cặp đôi hai cây rất là to như này thì cặp đôi này xin phép được bán với giá 87. 87 này em bán với giá sẽ là 210.000 ạ. Và sang hình tiếp theo là hình 88 này, hình 88 cũng là một cặp đôi hai cây. Hai cây này xin phép được bán với giá là 160.000. Đó, với hai cây này cô chú anh chị là một cái chậu hải vân rất là đẹp rồi. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình 89, cái hình này cũng có hai cây cô chú anh chị nhá. Đây này, hai cây này. Đó, hình này có hai cây và hai cây này em xin phép được bán với giá cũng là 170.000. Và hình tiếp theo sẽ là hình 90 ạ. Hình 90 đây ạ. Hình 90 này có hai cây. Hai cây này nhá cô chú anh chị nhá. Hai cây đây. Và hình này em xin phép được bán với giá là 160.000, hai cây. Đó. Hai cây như vậy. 160.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 91 này. Hình số 91 đây cô chú anh chị nhá, cũng là hai cây rất là to và đẹp luôn. Đây ạ, hình 91 đây ạ. Hình 91 này hai cây này em bán với giá là 180.000 này. Và 92. 92 cô chú anh chị, 92. À, cũng là một cặp gồm có hai cây, em bán hình này với giá là 150.000 này, cây này cây mẹ con luôn cô chú anh chị nhá, 150.000 cho hai cây này. Đó, hình 92 và hình 93 đây ạ. Hình 93. Hình 93 này cũng là một phần có hai cây, hai cây to cô chú anh chị ạ. Hai cây to này em bán là 180.000. Đây này, cây số 1 này. Cây số 2 này. 180.000 và hình tiếp theo là hình số 94. Hình 94 ở đây, hai cây này. Với giá em bán là 180.000 này. Đó. Sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cái bảng lan trồn trắng nhé cô chú anh chị nhé. Hàng này thì em bảo hành chuẩn mặt hoa là trồn trắng, cực kỳ là đẹp cho cô chú anh chị mình. Đây là cái mặt hoa của dòng lan trồn trắng ạ. Nó không khác gì những cái cây trồn trắng ở rừng, bởi vì bản chất nó chính là những cái cây lan trồn được cấy mô từ những cây lan trồn đột biến cô chú anh chị nhé. Hoa đẹp thơm, không khác gì trồn rừng. Và một cái bảng trồn trắng như thế này cô chú anh chị mình có thể mua giá siêu tầm, với giá chỉ có 190.000 cho một bảng thôi ạ. Và cô chú anh chị biết rằng là nếu như mà mình mua hàng chuẩn rừng ấy ạ, hàng rừng ấy ạ, thì người ta có thể là đếm lá để mà tính tiền. Còn ở đây cô chú anh chị có thể sở hữu ngay một cái cây chồn trắng mà nó không khác gì những cây chồn rừng luôn. Với một cái bảng như vậy chỉ có giá là 190.000 thôi cô chú anh chị nhé. Và một bảng sẽ là hai cây. Còn bên này đây thì em đang có một cái bảng duy nhất, đó là cái bảng lan chồn tím ạ. Một bảng chồn tím có 3 cây và cây này thì cũng đang chuẩn bị đến cái mùa nụ rồi cô chú anh chị ạ. Và riêng hàng chồn tím của Thái ấy, thì nó là cái hàng đã được tuyển chọn từ cây giống rất là đẹp, nên là khi mà ra hoa cực kỳ là sai bông với những chùm hoa cần hoa rất là dài. Thì một cái bảng chồn này duy nhất này em xin phép được bán với giá là 160.000 cho một bảng duy nhất này cô chú anh chị nhé. Và tiếp sang bên này đây ạ, cũng khá là lâu rồi thì hôm nay thì em lại về một cái lô kiều tím yên tử cô chú anh chị nhé. Những cái chậu kiều tím yên tử hôm nay vừa cập bến cực kỳ là đẹp luôn ạ. Những chậu kiều tím yên tử rất là đẹp luôn, cây khỏe khoắn cực kỳ là đẹp như thế này. Và rất là nhiều thân cô chú anh chị nhìn thấy cho em đấy ạ. Đó, rất là nhiều thân ạ. Đấy ạ. Đấy, những cái chậu kiều tím yên tử cực kỳ là đẹp cô chú anh chị nhé. Và dòng kiều tím yên tử thì phải nói là nó là một trong những cái dòng lan kiều gọi là đẹp và giá trị nhất trong tất cả những cái mặt hoa của dòng lan kiều ạ. Đây là mặt bông đã sổ tại vườn. Cô chú anh chị có thể thấy là một cái mặt bông phải nói là cực kỳ là xuất sắc đúng không ạ? Những bông kiều tím yên tử, cô chú anh chị có thể thỏa mãn đam mê của mình với những cái giò lan kiều tím yên tử cực kỳ là đẹp này. Với giá một chậu như vậy em đang để là 140.000 cho một giò thôi cô chú anh chị nhé. Cô chú anh chị có thể tham khảo giá những cái giò lan kiều tím yên tử trên thị trường. Chắc chắn rằng không dưới những cái chậu đẹp như thế này, không dưới 200.000 đâu ạ, em khẳng định luôn ạ. Và sang bên này đây sẽ là những cái chậu lan kiều mỡ. Em vẫn có những chậu lan kiều mỡ mà rất là nhiều thân.
cái dòng kiều mà cũng có mặt đông đẹp được tuyển chọn với cái sắc hoa vàng rất là đẹp như thế này đã sổ tại vườn cô chú anh chị này. Thì một cái chậu lan kiều mỡ như thế này em bán với giá là 150.000 cho một giò, cũng rất là nhiều thân sum suê như vậy cô chú anh chị nhé. Tiếp sang bên đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cây lan tóc tiên hương dừa. Thời điểm bây giờ cây đang bắt đầu là nở hoa và cũng đang có rất là nhiều nụ. Một cái dòng lan mà hương vô cùng là thơm ạ. Cực kỳ là thơm luôn và dễ thuần dễ chăm cô chú anh chị nhé. Đây này, vừa nụ và vừa mầm gốc lên rất là đẹp ạ. Thơm ngát luôn cô chú anh chị ạ, mặc lại cực kỳ là bền hoa cô chú anh chị nhé. Cực kỳ là bền hoa. Nơi được bán gọi là rẻ nhất thì người ta bán đến 140.000. Còn ở đây ạ, bên em ạ, một chậu tóc tiên hương dừa đang nụ và đang hoa như thế này, em chỉ bán có 110.000 thôi cô chú anh chị nhé. 110.000 thôi cho một cái chậu tóc tiên hương dừa đang nụ và đang hoa. Cây cực kỳ là khỏe như thế này, chậu to và khỏe như thế này cô chú anh chị nhé. Tóc tiên hương dừa thơm vô cùng luôn ạ. Có 110.000 cho một giò cô chú anh chị. Và tiếp sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cái mã. Những cái mã vu nữ phải nói là vô cùng là độc đáo và tuyệt vời luôn ạ. Đầu tiên ạ, một cái mã mà em cảm thấy là vô cùng là ưng mà cực kỳ là rẻ, đó là dòng lan vu nữ Phượng Hoàng cô chú anh chị nhá. Cô chú anh chị có thể thấy ạ, cái sắc hoa của nó này. Đó, cô chú anh chị có thể nhìn tới nhụy của nó. Cái hình này, ảnh này cô chú anh chị có thể thấy giống như là một con công, một hình ảnh một chú công đúng không ạ? Rất là rực rỡ, đấy là cái phần lưỡi của nó và rất là thơm cô chú anh chị ạ. Bông hoa thì to và ngồng hoa cực kỳ là khỏe và đẹp như thế này. Và cái giả hành một chậu giả là một giả hành. Và cô chú anh chị thấy là nó có thể đẻ nhánh, một giả hành như vậy có thể đẻ đến 3 nhánh. Đó, một cái cây lan mà sinh trưởng phát triển cực kỳ là mạnh, lại cho hoa rất là tuyệt vời như thế này cô chú anh chị nhá. Cô chú anh chị có thể thấy là nó như là một vũ công đúng không ạ? Như là một vũ công, hay là có thể tưởng tượng như là một cái con công luôn, cái phần nhụy của nó này. Đấy, thì một cái chậu lan vũ nữ Phượng Hoàng như vậy đấy ạ. Em xin phép được bán với giá là 100.000 cho một giò cô chú anh chị nhé. Và một chậu như vậy đang có một nụ hoa. Và sang bên này đây sẽ là cái dòng lan vũ nữ nhện. Cái dòng vũ nữ nhện này cũng mặt hoa cũng không kém phần đặc sắc. Nói chung là mỗi một cái dòng lan nó mang một cái vẻ độc đáo riêng cô chú anh chị này. Bông hoa cũng to, cũng rất là đẹp ạ. Và cái chậu thì cũng nên mầm khỏe và đẹp như thế này cô chú anh chị nhé. Chậu có một cần hoa em cũng xin phép được bán với giá chỉ có 100.000 cho một giò thôi. Những cây lan vũ nữ nó có một cái ưu điểm, đó là cho mình hoa quanh năm luôn cô chú anh chị ạ. Rất là khỏe và rất là đẹp như thế này. Chậu này, đó, 100.000. Và đặc biệt ạ, là cái dòng lan vũ nữ Mitonia. Mitonia, cô chú anh chị có thể thấy này, cái bông hoa nó rất là to cô chú anh chị nhé. Bông hoa to khổng luôn, to rất là to luôn cô chú anh chị ạ. Yeah. Và cái phần nhụy của nó, cái phần nhụy của nó cô chú anh chị có thể thấy là rộng, nó không phải là nổi lên trên mà cô chú anh chị có thể thấy là như là một cái nét vẽ ở trên cái bông hoa luôn ạ. Và cũng cái hình ảnh này cũng giống như là một vũ công luôn cô chú anh chị này. Đó, phần nhụy của nó cô chú anh chị có thể thấy là như là một vũ công đang xòe váy để múa đấy ạ. Đó, cái dòng lan vũ nữ Mitonia cực kỳ là đẹp và rất là thơm ạ. Thì một cái chậu lan vũ nữ Mitonia như thế này để cô chú anh chị mình có thể sưu tầm. Hàng có một ngồng hoa cây khỏe và đẹp. Đó, cây khỏe và đẹp đang có một ngồng hoa như vậy cô chú anh chị nhé. Xin phép em được bán với giá chỉ có 90.000 thôi, một chậu thôi. Và dòng này thì vô cùng là dễ thuần dễ chăm. Cô chú anh chị về kể cả để như vậy, để vào trong chậu vứt chỏng chơ, cây cũng vẫn cứ phát triển sống bình thường cô chú anh chị ạ, vẫn cho hoa bình thường nhá. Đây, cô chú anh chị nhìn cho em này, đó, 90.000 cho một cái chậu lan vũ nữ Mitonia này thôi ạ. Và tiếp sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những dòng lan đen đô xuân. Hàng này hàng hoa sổ và một cái chậu sung xuê như này em đang bán 150.000. Và bên này đây sẽ là cái hàng chuẩn hoa đây cô chú anh chị. Cái dòng lan đen đô lá biên. Dòng đen đô lá biên, một cái cây lan mà cô chú anh chị vừa chơi hoa mà lại vừa chơi thân lá nhá. Một chậu có hai mầm gốc, cao ít nhất là 40 cm. Em đang để giá là 150.000 ạ. 150.000 cho một giò cô chú anh chị nhá. À 180.000 chứ. Xin lỗi ạ, là 180.000, em đang báo nhầm một chút xíu nhá. 180.000 cho một chậu. Rơi hai cần hoa và mỗi một cần hoa nó phải rơi hai cái mầm tơ, mỗi một mầm tơ phải rơi từ ít nhất là 80 cm trở lên. Cô chú anh chị có thể cùng em xem. Đây, chuẩn hoa, cánh vàng dày cộp và rất là bền hoa như thế này cô chú anh chị nhé, họng đen. À, chuẩn hoa như vậy với giá là 180.000 cho một chậu. Và cô chú anh chị có thể thấy tham khảo giá trên thị trường người ta bán đến 300.000 đúng không ạ? 300.000 cho một chậu mà nó rơi vào hai mầm thấp ngắn cũng như vậy thôi. Đó thì người ta đã bán rơi đến là
300.000 một giò rồi. Còn sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị vẫn là dòng Dendro. Hôm nay em về một cái lô Dendro phải nói là vừa cập bến những cái chậu lan Dendro. Cô chú anh chị về làm cây giống. Hàng này thì nở chuẩn hoa Tết luôn này cô chú anh chị này, hàng này ạ. Và mỗi một cái chậu lan Dendro như thế này này, em đang bán với giá chỉ có 40.000 cho một giò thôi. Hiện tại cây đang lên mầm gốc cô chú anh chị nhá. 40.000 cho một giò. Cô chú anh chị nào mà lấy 5 giò tức là rơi vào 200.000 thì em xin phép được bao ship cho cô chú anh chị luôn. 200.000 được bao ship luôn cô chú anh chị nhé. 5 chậu là 200.000. Em bao ship vận chuyển đến nơi cho cô chú anh chị với những giò đen đô xuân như thế này. Giá tiền chỉ có 40.000 cho một giò thôi ạ. Hiện tại đang lên mầm gốc, thân khỏe cực kỳ là đẹp luôn. Cái dòng đen đô này thì cái mã màu nào cô chú anh chị cũng yên tâm cho em là nó đẹp không chê vào đâu được cô chú anh chị nhé. Và tiếp sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cây lan hoàng nhạn tháng 8. Hàng này thì bảo hành cho cô chú anh chị rằng sẽ chuẩn hoa đúng vào tháng 8 cô chú anh chị nhé. Có thể trong hoa mùa này hoặc là mùa sau cây rơi ít nhất là 5 cặp lá. Với giá chỉ có 240.000 cho một chậu thôi ạ. Và tiếp sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cây lan thạch hộc tí ạ. Một cây lan và cũng là một cái cây dược liệu hoa rất là thơm và bền hoa cô chú anh chị nhé. Một cây dược liệu cô chú anh chị cứ hãy lên Google cô chú anh chị search thạch hộc tía, chắc chắn rằng sẽ thấy cái công dụng rất là tuyệt vời của dòng lan thạch hộc tía này. Thơm ngát luôn cô chú anh chị nhé, cũng rất là thơm luôn. Nếu như nói về tác dụng dược liệu thì nó là một trong 10 cây thảo dược tuyệt vời nhất, có giá trị dược liệu tuyệt vời nhất ạ. Và một cái chậu lan thạch hộc tía sum suê như này em đang bán có 90.000 cho một giò thôi cô chú anh chị ạ. Một cái cây lan và một cái loại dược liệu cực kỳ là quý trong nhà với giá tiền một chậu nhiều thân như này có 90.000 thôi cô chú anh chị nhé. Đang hoa cũng là mùa mà cây đang bắt đầu là lên mầm chồi tơ mới cô chú anh chị này, rất là nhiều thân đúng không ạ. Dạ, tiếp sang bên này đây thì em muốn giới thiệu, muốn được giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cây lan năm cánh trắng hiển oanh cô chú anh chị nhé, hay còn gọi là năm cánh trắng HO ạ. Hiện tại thì trước đây mỗi một sen vài triệu đồng đúng không ạ, còn thời điểm hiện tại cô chú anh chị mình có thể chơi hoa sở hữu những cái chậu lan hiển oanh, chơi hoa một cách đúng nghĩa với cái giá trị cực kỳ là rẻ so với cái vẻ đẹp thẩm mỹ của nó, một cái mặt bông hoa bầu tròn vô cùng là đẹp ạ. Cô chú anh chị mình có thể cùng nhìn cho em. Chậu này em gọi là chậu 64 cô chú anh chị nhé. Siêu nhiều nụ ở đây ạ. Rất là nhiều nụ ở đây này cô chú anh chị này. Và mầm gốc đang lên rất là tuyệt vời như thế này. Một cái cây lan khuôn bông bầu tròn đẹp, thưởng đáng thưởng thức hoa và thân lá cực kỳ là khỏe. Giò này xin phép bán có 100.000 thôi ạ. Hình số 64 nhé. Hình 65 cũng vậy. Hình số 65 cũng vậy. Hình này thì em bán 90.000 đi cô chú anh chị. Em thấy là nụ của nó gần là không khỏe lắm, mầm gốc thì lên cao đẹp, có 90.000 nhá. Tiếp theo là hình 66 này. Rất là nhiều nụ mầm gốc này. Em bán hình này với giá 100.000 và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 67. 67 chậu này hình như đâu là cái chậu Phú Thọ chứ nhỉ? Chậu này không biết là chậu HO hay chậu Phú Thọ. Chậu này có 3 thân cô chú anh chị ạ. Thôi HO hay là Phú Thọ thì em cứ bán cái chậu này nhá, 3 thân hoa luôn. Có 3 thân hoa trong đấy, 2 thân đang nhú nụ rồi. Và một cái thân này chưa, em bán với giá 130.000 cho giò này cô chú anh chị nhé. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 68 đây ạ. 68, một thân tơ cao vút, rất là nhiều nụ. Một mầm gốc như này, chậu này em xin phép được bán với giá là 100.000 ạ. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 69 cũng vậy. Cô chú anh chị nhìn cho em cái dàn nụ ạ, mê chưa ạ? Đó, nhìn cái dàn nụ của nó này, 100.000 luôn cô chú anh chị nhé. 69, 70, cũng 100.000 ạ, đẹp ạ. Một cái dàn nụ đều tăm tắp như thế này, một mầm gốc, hai mầm gốc luôn, 100.000. Kỳ trên thân nữa. Và hình tiếp theo là hình 71 này. Giò này em bán là 100.000. Và 72 em cũng bán luôn với giá là 100.000. Một thân hoa, một mầm gốc, rất nhiều nụ, cô chú anh chị cứ chọn đi ạ. 100.000 đáng chơi, đáng sưu tầm đúng không ạ? Và hình tiếp theo sẽ là hình số 73. Chậu này rất là nhiều kỳ trên thân luôn, cô chú anh chị mình nhân giống thì tuyệt vời này. Đấy, cái mầm gốc ở đây thì một cái mầm gốc cao đang bị lỗi ngọn và chỉ còn có mầm gốc bên dưới thôi cô chú anh chị nhé. Nhỏ bên dưới thôi nhưng mà một dàn kỳ rất là nhiều như vậy. Em bán 90.000 cho chậu này. Và hình tiếp theo là hình 74. Hình 74 này, chậu này cũng đang rất là nhiều nụ đây ạ. Chậu 74 này xin phép em bán với giá là cũng 100.000, 75. Siêu nhiều nụ đây cô chú anh chị. Nụ đã khá là lớn để chuẩn bị bung lụa luôn rồi đấy ạ. Xanh biếc như này, hai mầm gốc, hai mầm gốc cô chú anh chị nhé. Giá em bán là 100.000. Và sang hình tiếp theo là hình 76. 76 đấy ạ, cũng đang một dàn nụ mầm gốc đây, 100.000 và 77 này. Chậu 77 chậu này có hai cái mầm gốc đấy nhưng mà nó bị lỗi rồi,
và ki trên thân nụ nữa. Em bán chậu này 80.000. Và 78 này, 78 cái chậu này cũng bị lỗi ngọn luôn ạ. Lỗi ngọn nhưng mà lại rất là nhiều, cũng đang nhiều ki trên thân và đang nụ. Em bán 80.000. 79 này. 79. Chậu này có đến 3 mầm gốc, tuy nhiên là một mầm gốc bị lỗi nhá. Đây, nụ cũng rất là lớn rồi. Em bán luôn 80.000 ạ, chậu 80. Chậu 80 này, 100.000 cho chậu này. Một mầm gốc, một thân hoa, rất là nhiều ki trên thân. Cây này đây ạ, cô chú anh chị mình cùng em lựa chọn những cây hoàng nhạn, những chậu lan hoàng nhạn cô chú anh chị nhá. Thực ra thì hoàng nhạn với cả bạch nhạn bây giờ nó bị cứ bị lẫn vào nhau ấy cô chú anh chị. Em bán giá nó cũng gần như nhau thôi cô chú anh chị này. Chậu này chắc là chậu bạch nhạn rồi cô chú anh chị ạ. Chậu này đang nụ ở đây ạ, với giá là 80.000 thôi này. Chậu tiếp theo là chậu đấy gọi là chậu 35, chậu 53 chứ, chậu 54, chậu này là chậu hoàng nhạn nhá, chưa thấy có nụ. Chậu này em bán 80.000 và chậu tiếp theo sẽ là chậu số 55. Chậu số 55 này rất là nhiều thân luôn cô chú anh chị ạ, thân khỏe đẹp. Chậu này xin phép bán 100.000 và chậu tiếp theo sẽ là chậu số 56 này. Chậu này em bán với giá là 90.000 và chậu 57 ạ. Chậu 57 đây ạ, chậu này em bán với giá là 90.000 và chậu tiếp theo sẽ là chậu chậu này em bán là 100.000 nhá, chậu hoàng nhạn. Và chậu tiếp theo là chậu 58, cái chậu này thì nụ khá là dài rồi và nó là hoàng nhạn. Chậu này em bán 80.000 và chậu tiếp theo sẽ là chậu này đâu là bạch nhạn, em nghĩ là như vậy. Bạch không biết là bạch nhạn hoàng nhạn nữa. Hai nụ xanh biếc luôn 100.000 và chậu bên này cũng là chậu bạch nhạn rồi. Thì chậu này thì chắc chắn là bạch nhạn luôn rồi, hai nụ. Cái chậu này là chậu 60 em bán là 100.000 và chậu 61 này. Em bán chậu 61 này cũng đang nụ bạch nhạn 100.000. Và ở đây sẽ là cái chậu 62 điệp tím của vùng Cao Bằng. Cái chậu điệp tím này xin phép bán 80.000 cô chú anh chị ạ. Và sang hình tiếp theo với giá với cái chậu bên này là một chậu bùi gà trắng duy nhất nhá. Một mặt bông chuẩn gà trắng, cái họng hồng rất là đẹp. Giá chỉ 80.000 thôi. Và sang 130.000 trước cô chú anh chị, 130.000. Sang bên này đây là rất là nhiều những hình dáng hương đuôi cáo trong buổi tối ngày hôm nay, những cái giò cáo nguyên bản. Giò cáo nguyên bản, cây này bị gãy mất cái ngồng hoa này. Và cả những cái cây cáo rời và cáo thuần. Cô chú anh chị mình có thể cùng em lựa chọn nhé, chú anh chị nhé. Rồi ạ, trước tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị là những cái hàng cây cáo rời trước. Cái mùa bây giờ là cái mùa mà cây đang độ phát triển cực kỳ là tuyệt vời. Nên là ngay cả những anh chị nào mà mới tập chơi lan thôi ạ, cũng đảm bảo cô chú anh chị rằng mình có thể trồng được những cây dáng hương đuôi cáo này cô chú anh chị nhá. Hình này em gọi là cái hình số 21 nhá cô chú anh chị, 21 ạ. Hình 21 ạ. Bốn cây xanh biếc mà không bỏ lá chân. Lá căng đẹp mỡ màng như thế này. Hàng cũng đang có những cây có nụ rất là đẹp. Hình này xin phép em bán là 140.000 cô chú anh chị nhá. 140.000 một cái hình cáo rất là đẹp. Hình cáo 4 5 cây rất là đẹp như vậy. Mà sang hình tiếp theo sẽ là hình 22, hình này 7 cây luôn ạ. 7 cây luôn cũng không bỏ lá chân này. Không bỏ lá chân à, đang có một cái cây mà có nụ dài thượt luôn cô chú anh chị này à, cáo. Và hình này xin phép được bán với giá cũng là 140.000 cho cái hình số 22 ạ. Hình tiếp theo sẽ là hình 23, là nguyên một rề 4 cây, bán 180.000. Và hình số 24 ạ. Hình số 24 là một cái phần cáo xếp, có 5 cây cáo xếp thẳng nhá cô chú anh chị nhá. Hình này em bán với giá là 180.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 25. Hình này là một cái phần cáo này, đây là một cặp đôi này, lá xếp lưng rất là đẹp luôn. Cặp đôi 2 cây ạ. Bên này thêm là một cái phần, đây cũng là một cái cặp đôi nữa. Một cái lô bên này nữa và cả một cái hình cáo như thế này ạ. Xin phép em bán với giá cũng là 140.000 cho hình này cô chú anh chị nhá. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình 26, cái lô này có 5 cây ạ. 5 cây cô chú anh chị này, mỗi cây này cần hoa to đùng luôn cô chú anh chị ạ. Đó, như cây này bản lá to và cần hoa cũng rất là to nữa. Bản lá dày cộp luôn ạ. Hai cây hai nụ rất là đẹp luôn. Hình này. Hình này xin phép bán với giá là 120.000 đi. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình 27. Hình 27 này cũng là 5 cây cô chú anh chị ạ. Hình 27 này 5 cây 120.000 luôn cô chú anh chị nhá. Phần nó hơi héo một chút xíu thôi. Nhưng mà nó là 5 cây cũng rất là to. 120.000 cho hình này. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 28 ạ. Hình số 28 chỗ này là 7 cây. 7 cây chỗ này em bán luôn với giá 120.000 này. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 29 này cô chú anh chị. Hình 29 này là có 15 cây nhé cô chú anh chị nhé. Tổng thể là 15 cây. Giá em bán là 140.000 luôn ạ. Tiếp theo sẽ là hình số
Hình bên này sẽ là hình số 30 này. Chỗ này có 2 dề. 2 dề như vậy đấy ạ. 2 dề này xin phép em được bán với giá là 130.000. Và sang hình tiếp theo là hình 31. Một cái lô này có 14 cây cô chú anh chị nhé. 130.000 ạ. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 32 này. Hàng cây không bỏ lá chân. Rất là đẹp cô chú anh chị ạ. 32. 32 này có đến 12 cây ạ. 12 cây này em bán là 140.000. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 33. Đảm bảo cô chú anh chị rằng bao giá rẻ nhất cả thị trường cho cô chú anh chị mình với cây cáo. Giá lẻ mà thậm chí còn rẻ hơn cả giá sỉ em bán ra luôn. Hình số 33 9 cây ạ. Với giá em bán là 140.000. Và hình tiếp theo sẽ là hình 34. Hình 34 này là có 5 cây cô chú anh chị nhá. 5 cây này xin phép em bán là 130.000 đi. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 35. Hôm nay mà không bán và không bán hết là mai em bỏ sỉ hết. Hình này là một cái phần cáo 2-4-5 cây to đùng luôn. Lô này có khi phải cân lên, có khi phải đến cả 1 cân rồi cô chú anh chị ạ. 5 cây rất là to. Cái hình này xin phép được bán với giá là 170.000 cô chú anh chị nhá. Có khi bán lỗ vốn luôn rồi. 5 cây rất là to luôn cô chú anh chị ạ. 170.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 36. Số 36. Lô này có em bán lô này 100.000 5 cây. 5 cây bán 100.000 nhá. Hình tiếp theo sẽ là hình 37 này. 37 hình này có 11 cây ạ. 11 cây này em bán với giá là 110.000. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 38 này. Là một phần cáo mà cũng là hàng lá xếp, có những cây cáo thân cũng to mập khỏe. Hình này em bán với giá là 140.000 nhá, chú anh chị nhá. Dựa sang bên này đây sẽ là cái hình cáo nguyên bản, một cặp đôi hai cây cáo nguyên bản. Đúng. Hàng lá xếp này, cây số 1 này. Cây số 2 110.000 cho hai cái giỏ cáo nguyên bản này. Và hình tiếp theo sẽ là hình 40 ạ. Cũng là một cái trụ cáo nguyên bản nhưng mà cái giá thể nó hơi mục rồi cô chú anh chị nhá. Và nụ phải nói là cực kỳ là dài mê ạ. 2 này, 4 này, 5 cây. 5 cây cáo, 5 cây cáo ở đây cũng là một cái giỏ cáo nguyên bản cô chú anh chị ạ. Và nụ rất là dài luôn cô chú anh chị nhá. Cây này cần hoa thời điểm hiện tại là 1 này. Phải tầm 50 sen rồi cô chú anh chị ạ. 1 này, 2 này phải cần hoa phải dài đến đạt đến 50 sen rồi. Đó, cái trụ cáo này. Cái trụ giò cáo nguyên bản có 5 cây mà nụ cực kỳ là dài và đẹp này cô chú anh chị. Ngắm hoa là mê luôn ạ. Với giò cáo này em xin phép được bán với giá là 250.000 cho giò cáo này cô chú anh chị nhé. 250.000 cho giò cáo này. Và sang hình tiếp theo ạ. Hình tiếp theo là hình số 41 ạ. Cũng là một cái giò cáo nguyên bản và là hai cây cáo xếp nụ to đùng luôn. Nụ to đùng luôn cô chú anh chị này. Đây. Nụ to đùng luôn ạ, hai cây cáo xếp nụ rất là to. Đấy, như cây này này, em cứ tưởng là phân nhánh mà nó không phân nhánh. Cây rất là to luôn, cái cây này bị gập một ít lá ở đây này cô chú anh chị này. Đấy nhá, nó đang bị gập lá ở đây nhá cô chú anh chị nhá. Đấy cô chú anh chị nhìn kỹ cho em một cái lá nó bị gập nhá. Mà lá thì cực kỳ là dày, cái nụ hoa to rất là to. Đấy, một cái khúc cáo gồm có hai cây như thế này. Xin phép em được bán cái khúc cáo này với giá là 170.000 cho khúc cáo nguyên bản hai cây lá xếp. Nụ cực kỳ là đẹp ở đây ạ. Và sang hình tiếp theo là một cái khúc cáo nguyên bản. Đẹp lắm luôn cô chú anh chị, cái nụ nó rất là to. Ôi trời ơi. Đừng mà đổ ra xong rồi bị gãy cái nụ hoa đi. Cái cây này là nó có hai nụ đấy cô chú anh chị. Nhà bị gãy mất một cái nụ ở đây này cô chú anh chị này, tiếc lắm luôn. Bị có một nụ ở đây này. Nhưng mà nó mọc ở trên rừng không biết kiểu gì mà nó bị gãy mất, không biết là con gì cắn mất một nụ hoa ở đây đấy. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 42. Với cây cáo cũng phải nói là cái nụ siêu to, dài và đẹp luôn. Đó, cô chú anh chị, một cái ngọn cáo xếp thôi. Đó, nụ cực kỳ là dài luôn, cũng phải dài đến trên 50 cm và tím ngắt luôn cô chú anh chị ạ. Đấy, cái nụ tím ngắt như thế này luôn. Và cái khúc này em xin phép được bán với giá là 110.000 cho khúc này cô chú anh chị nhé. Cho ngọn cáo nguyên bản này với giá tiền là 110.000. Đó, ngắm một cần hoa này thôi cũng đủ mê cô chú anh chị ạ. Lá xếp 110.000. Cô chú anh chị về có thể cắt đi bớt để cho vào một cái chậu đi. Đến khi nó nở hoa cực kỳ là mê luôn. Chỉ cần một cây xếp này thôi ra hoa cũng đủ quá đẹp ạ. Và sang hình tiếp theo này là một cặp đôi hai cây cáo nguyên bản, gọi là cái hình số 43 nhé. 43 cũng nụ cao vút luôn. Mấy khúc cáo nguyên bản hôm nay về phải nói siêu chất lượng.
Lá rất là to cô chú anh chị ạ. Lá to, cái bản lá to nhá. Cái này bao nhiêu cặp lá? 2 4 2 này, 4 này, 6 cặp lá. 2 4 6 cặp lá, cây bên dưới này này. Là xếp 6 cặp lá của chú anh chị nhá. Cây bên trên này cũng vậy, 2 4 6 cặp lá. Đấy, hai cây ngọn cáo xếp. Mỗi một cái ngọn là 6 cặp lá, rất là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Khúc cáo nguyên bản này xin phép được bán với giá là 220.000 cho khúc này. Hai cây, hai đầu ngọn và hai nụ hoa cô chú anh chị ạ. Đây ạ. Rất là đẹp mà không bỏ lá chân luôn cô chú anh chị nhá. Hai cây cáo như vậy. Và sang hình tiếp theo là hình số 44. Cũng là một cái khúc cáo nguyên bản mà có rất là nhiều cây ạ. Này có một cái cây nhện hàng lá xếp này. Một cây, 2, 3, 4. Trên này có cây mẹ con. Cái nụ hoa này bị có nhưng mà bị gãy mất này. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 ngọn cáo. 5 ngọn cáo và đang nụ đây cô chú anh chị. 2 nụ. Có cái giò này, cái trụ này. Em quay xa cô chú anh chị xem nhé. Xin phép em được bán cái trụ này với giá chỉ có 250.000 thôi cô chú anh chị ạ. 250.000 cho trụ này. 250.000 cho trụ cáo nguyên bản rất là đẹp này. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 45. Là chậu tháo cáo thuần vườn của nhà em. Cái chậu này em xin phép được bán với giá là bao nhiêu nhỉ? 45, 160.000 và 46 này. 160.000 và chậu 47, 150.000. 150.000 và chậu 48 ạ. Chậu này 2 3 cần hoa luôn cô chú anh chị nhá. 3 nụ hoa luôn ạ. Hàng lá xếp. Chậu này xin phép bán 180.000. Và sang hình tiếp theo là hình số 49 này. Chậu 49 này cũng là một cái nụ hoa rất là dài luôn. Chậu này bán 150.000 và chậu tiếp theo là chậu số 50 ạ. Chậu số 50. Đấy, cây rất là đẹp, 150.000. Và chậu số 51 ạ. Chậu này hiện tại em thấy là đang có bao nhiêu ngần hoa? 2 cần hoa hay là 3 cần hoa đây? 3 vòi bông của chú anh chị nhé. 170.000 cho chậu này. Và sang chậu tiếp theo 52, 150.000. Và Hawaii này cô chú anh chị này, mầm gốc chi chít luôn. Xin phép bán 160.000 cho một chậu Hawaii này. Tiếp sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị một số đặc sản Cao Bằng. Đó là đầu tiên đó là chè ô long của Nguyên Bình Cao Bằng ạ. Trồng ở vùng núi Phè Đén với độ cao trên 1000m2 và quanh năm sương mù bao phủ, tạo ra một cái hương vị cực kỳ là riêng mà không nơi nào có được. Em đang bán một cái túi chè ô long và túi chè xuân rất là ngon như thế này. Em đang bán với giá 170.000 cho túi nửa kg. Vỏ thông đủ size 1, 2, 3, 4. Vỏ thông vụn đồng giá 20.000 cho kg. Rêu rừng 50.000 trong kg. Dớn vụn 40.000 trong kg. Dớn bảng kích cỡ là 13-30. Rất là đẹp cô chú anh chị ạ. 13-30 với giá là 15.000. Kích cỡ là 20-40 với giá là 22.000. Duy xanh 50.000, duy đỏ 60.000. Hùng Nguyễn 25.000 trong một lọ, 5.000 trong cặp. Atonic 12.000 trong một gói nhé. Sốc thai hốc môn tăng trưởng 50.000 trong một lọ. Và dưỡng chất AB 85.000 trong một lọ. B1 thái 40.000 trong một lọ. B12 giải độc cho cây với giá 30.000 cho một lọ. Liền da Mỹ Tiến 40.000 cho một lọ. Liền da sẹo đen là 50.000 cho một lọ. Siêu dơ dễ N3M 30.000 cho một lọ. Ba loại phân bón thông minh tăng chậm có kiểm soát đồng giá 30.000. Ba loại phân bón lá đồng giá 35.000. Và thuốc đặc trị côn trùng với giá 70.000 cho một lọ. Cáp tan đặc trị khối nhũ 40.000 cho một lọ. Kim Kim Bun 25.000 cho một gói. Chicho đề ma phân bón vi sinh kháng 55.000 một túi. Dây bụng lan chiều dài 100m giao cắt kèm theo tiện dụng 35.000 một cuộn. Phân bón chuồn quế nguyên chất dòng cao cấp 35.000 cho một túi 1kg. Và phân dê đã qua xử lý với giá là 18.000 1kg cô chú anh chị nhé. Một cái sản phẩm mà cũng có giá trị dinh dưỡng trong thời gian rất là lâu. Bởi vì nó là cái phân mà tan cực kỳ là chậm mà cung cấp giá trị dinh dưỡng rất là tuyệt vời. Bên này thì em có sản phẩm tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng với giá 40.000 cho một lọ, có dạng treo, dạng lan, dạng nhỏ giọt. Và đây là sản phẩm hoàn toàn chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên nên là đảm bảo cực kỳ là lành tính và rất là sẽ mang đến cho cô chú anh chị nhiều công dụng dược liệu tuyệt vời cô chú anh chị nhé. Rồi em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị những cái mặt hàng hôm nay bên em đang có và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi. Xin phép em dừng clip ở đây.